Tổng giám đốc IV Moda diện outfit chăm củ đi ghi hình. 2.000, 1.500 đô ạ, 8 ạ, 23 triệu ạ, 27 triệu ạ. Được ạ. Đầu tiên là thiết kế của sếp. Cái này là khoa đã soi cái này không quay, cái này nó thật đúng không? Hay là nó thật? rồi. À, kính Crohot Gosh, 1.500 đô ạ. 1.500 đô. Vâng ạ. 40 triệu. Vâng. Em thấy là có một chiếc vòng lấp ló ở phía sau ở áo thì vòng chrome heart, vòng này 23 triệu ạ. Tiếp theo là chiếc áo bên trong của em ạ. Áo Boris Van Seri TS1 400 đô ạ. Chiếc áo vest bên ngoài thì sao ạ? Boris Van Seri Blazer 1, vest 1, áo này 1.800 ạ. 1.800 ạ? Vâng. Thế còn chiếc quần thì sao? Quần Metagen 900.000 ạ. Đôi giày thì sao ạ? Rick Owens 1.000 đô. 1.000 đô? Còn bên trong. Anh có lại cái thẻ check đồ item cuối cùng ở bên trong không đấy? À, đây còn đồng hồ ạ, đồng hồ Garmin Epix 1 ạ. À, Epix Pro. 27 triệu. Vâng. iPhone 15 Pro 128GB, không nhớ. 27 triệu ạ. Vâng. Còn mỗi quần bên trong thôi ạ. À, nhẫn ạ. Nhẫn Alicia Hana Naomi. Nhẫn này là nhẫn cưới ạ. Nhẫn này là 800 đô ạ. Một đôi là cả đôi là 2.000. Nhẫn của nữ đắt hơn, vâng. Vâng ạ. Chắc là họ giảm giá cho đàn ông trong em. Đây là hai cái nhẫn cưới ạ, còn đây là cái nhẫn cầu hôn thì cái này là giá khác, còn đây là đôi này thì cái nhẫn cầu hôn này là 2.500 ạ. Vâng, còn hai cái này tổng đôi này là cầu hôn là đắt hơn một tí, tức là được xong rồi thì mình nhẫn cưới mình rẻ hơn. Vâng, đúng rồi, đúng rồi, mua cái combo rẻ hơn đấy ạ, có chiết khấu. Cảm ơn mọi người ạ. Vâng.